đổ đất cho mình không thấy. Dạ. Nó cục về 137 ký. Cái nữa mình sẽ vô đâu quá mình. Anh thích thì muốn ít vô. Bảo làm cho hồi đó ai giúp anh lúc mà anh ở trại tị nạn rồi ai giúp anh? Hello, kính chào các bạn cô chú. Cây sấu, cây nồng đó. Anh không nói để anh kể chuyện cho nghe. Mình mới đọc cái chuyện này các bạn cô chú, anh cũng phòng ngừa luôn nha. Có một người phụ nữ 40 mấy tuổi, có đứa con gái trẻ ở bên nước Anh á, tính đi chơi, bên đó là gọi là đi holidays, mình nói đi vacation như vậy đó, nghỉ phép, mà bà nghỉ trắng, mà trắng bóc à. Thế bà muốn cho cái người bạn đó như là có ngâm ngâm á, cho đẹp, để chi ra đó bận đồ bơi rồi cho đẹp. Cái đứa con gái nuôi của bà, thành thiếu niên, nó nói trên TikTok á, người ta có một cái gọi là Barbie truck. Barbie là cái đồ chơi nít, cái búp bê á. Nhưng mà cái tên sự thật của nó là Melatonin. Có nghĩa là melatonin á, là cái chất mà nó làm cho mình, da cho mình sậm á. Thì bà mua một cái chai nhỏ nhỏ vậy nè, để xịt vô lỗ mũi. Mà bà mua đại, không có hiểu gì hết trơn á. Chỉ có dán cái sticker đề là té kiều, rồi nói là cái đó là melatonin, không có chữ, không có ingredient, không có thành phần, và cái nước gì trong, cái chất gì trong đó bà không có biết, không có nói. Rồi bà mua về bà thì người ta xài là người ta xịt vô lỗ mũi, mà cái này làm cho ngâm da nha, ngâm da nhưng mà xịt vô lỗ mũi, da nó then là nó ngâm lại, nó đổi màu, nó tại vì nó thấm vô trong người á, nó làm cho cái melatonin của mình nó đổi. Dạ ơi. Cái bà ngủ qua ngày hôm sau, sáng dậy người bà nó ngâm, bà rất là khoái, đẹp. Cái bà thấy không sao hết. Cái qua ngày hôm sau nữa, nó thức dậy mới thở không nổi, đau ngực, đau gì tùm lum hết. Cái bà nhìn vô gương, mặt sưng chù dù lên. Trời, nó làm chắc mấy cái tế bào rồi trong đó nó đen, nó bị giống như nó bị đánh bầm hết, nó mới thầm hả? No, nó bà bị, bà bị nhiễm độc. Bà mới đi nhà thương. Còn nhà thương người ta mới chích thuốc steroid rồi này nọ vô trị cho bà. Thì người ta nói bà trong vòng mấy phút nữa, bà trong vòng đại khái nữa, trong vòng nhiều tiếng đồng hồ nữa thôi, là less than a day, nếu mà bà không trị là bà có thể chết. Thành ra mình muốn, ý mình muốn nói là cẩn thận, tại bây giờ cái phong trào nhất là mấy tuổi trẻ nó chế ra đủ thứ chuyện phong trào hết đó. Mỹ nó gọi là mấy cái trend, thì mấy cái đó nhiều đứa nó theo. Vì cái này là đứa con gái tên thiếu niên của cái bà đó, nó thấy về, nó kêu má nó mua, rồi bà cũng không biết, bà cũng không nghĩ gì xấu, bà làm. Nhưng mà đại cái mình muốn nói là có nhiều cái nó bán, nó chế tùm lum cho mình mua mà không có giấy chứng nhận, không có giấy phép. Nhưng như cái mà bà mua là một cái hũ nhỏ nhỏ vậy, có cái đồ xịt vô lỗ mũi, không có tuổi, không có ngày tháng, không có hết hạn, không có tên của cái chất gì trong cái bo đồ đó. Thành ra cái chất gì là sao biết được, sao mà tin tưởng đến độ mà cái nữa mà xịt vô đâu của mình. Anh thích muốn ít vô. Bà làm cho cái người bà nó ngâm đi để cho nó then, cho nó đẹp. Giống như mình ra nắng mình phơi vậy đó. Nhưng mà người ta là làm mỹ trắng thì đang còn ít. Người ta ít có bị dễ bị ngâm giống như mình á. Cho nên người ta muốn trước khi đi vacation này nọ, người ta muốn cho cái người ta đẹp đẹp để nó ra. Cái ngày đầu tiên mà đi ra đi nghỉ phép thì em bận đồ bơi ra trắng bóc, mấy người thấy quê đối với mỹ trắng là thấy lạ kỳ lắm, phải không? Thành ra người ta muốn cái người nó then, mà thay vì then là người ta xịt ở bên ngoài là nó thấm ngược vô, còn cái này là cái thuốc xịt vô lỗ mũi là nó ngược ra, muốn cái người da hơi ngâm ngâm lại bớt. Nhưng mà cái đó người ta nói có thể là cái, mấy cái chất đó nó xuất xứ từ đâu mình đâu có biết. Mà chắc gì ghê quá hả? Mà hít vô cái ngày mai ngủ đêm sáng ra cái da đen tù đen lại, thâm lại. Nó ngâm từ từ, em thấy không? Nó ngâm. Nhưng mà nó bắt đầu nó bị biến chuyển liền trong vòng một đêm. Wow. Yeah. Anyway là bà vô nhà thương, bây giờ bà, người ta cứu được bà sống, mà bây giờ bà làm, bà viết một cái bài, bà nói là như một bài học, bà nói là bà mém chết. Vậy cái gì lạ lạ thôi đừng thử đi hả? Mình thì á đông thì chắc mình không có cần làm mấy cái đó. Phụ nữ thì là tránh sợ nắng,
Còn mình thì mình đâu có muốn đen vừa lùi, ví dụ như vậy. Dạ. Còn mấy người Tây phương người ta trắng bóc rồi, người ta không có tan được, người ta muốn tan là rất là khó, thành ra người ta sẽ xài mấy cái đó, hay là nằm trên mấy cái giường mà bật cái đèn lên á, mấy cái đó cũng không có tốt gì nữa. Nhưng mà tại bà nghĩ giống như mình không có uống, không có ăn vô miệng, nhưng mà mình hít vô mũi mình nó cũng vô trong, thấm vô trong người mình vậy ha. Vô tới trong não luôn. Kể một câu chuyện đó mới hết cái cây á. Vậy thôi đừng ăn nữa đi, ăn cái Ngon lắm. còn yếu vậy hả? Really Ôi ơi. good. Này gà giả mà sao ngon. Ví dụ mình anh có biết là lâu lâu người ta thi người ta ăn cay á, biết không? Dạ. Anh có biết là này nói nó hơi quê nha. Em có biết là ăn cay á, mà cay quá đó Dạ. là em vừa ăn vô không tới 5 phút là người ta phải đi chạy vô restroom liền Vậy hả? nha. Nó Nó làm cho phải như ra người Tào Tháo nào vậy đó. như Tào Tháo được luôn. Mà cái loại mà cay, cái kiểu mà Carolina Reaper là mình ăn một lần mười mấy cái hot wings kiểu đó, là có mấy đứa nó thi vừa ngồi xuống ăn mấy cái là bỏ chạy. Cái chuyện này mình thấy gia đình này, hai gia đình này rất là tốt với nhau. Cái chuyện này xảy ra ở Cali 1930 mấy á. Có một gia đình hai vợ chồng người Tàu đi định cư đi qua Mỹ ở ở Coronado á, là ở dưới San Diego có cái hòn đảo nhỏ nhỏ dưới đó, đó. Cái thời đó là cái thời nô lệ cũng trước đó nữa, nô lệ cũng chỉ có vài đời trước thôi. Thì Á Đông, cái thời đó bị Á Đông với Mỹ Đen bị kỳ thị dữ lắm. Thì cái hai vợ chồng trẻ này người Tàu muốn mướn một cái nhà ở ở khu đó mà Mỹ trắng nó nhất định nó không cho mướn. Thì có một gia đình người 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 Mỹ Đen kia có mấy chục mẫu đất, cái cho người ta mướn một cái nhà nhỏ nhỏ. Cái hai vợ chồng người Tàu đó mới mướn cái nhà đó, sống sống được vài năm, cái người ta làm ăn cũng có tiền. Cái người gia đình Mỹ Đen đó mới bán cho căn nhà đang ở nó luôn, cái người đó mua luôn. Mua xong rồi vài năm sau cái người Mỹ Đen đó mới bán thêm một mảnh đất kế bên đó, cái gia đình người Tàu nó mua luôn. Người ta mua xong cái mới đầu đó là cái mảnh đất đó là chỉ có một cái nhà giống như nuôi bò nuôi đồ vậy thôi, giống như kiểu quê. Mà cái này này phải nhớ là lâu lắm rồi, năm 1930 mấy bốn mấy. Xong rồi cái gia đình nó rất là hay, người ta rất là có cái đầu óc, làm việc, làm cứ như là công ăn việc làm rồi đó. Cái người ta mới mượn tiền ở đâu được không có rõ, người ta mới xây một cái apartment trên cái mảnh đất người ta mua kế bên cái nhà người ta ở đó, là mười mấy căn nhà đó, là người ta cho người ta mướn. Cái càng ngày người ta giàu lên miết cho tới bây giờ luôn. Thì cái đời cái người đó người ta qua đời rồi, nhưng mà cái đời con á, có mấy đứa con bây giờ lớn luôn mà sáu mấy bảy mấy tuổi hết trơn rồi, người ta già rồi, con của người ta cũng lớn lên luôn, nó không có muốn ở, người ta cũng không có muốn ở đó nữa. Đại khái là bây giờ cái đó chỉ có cho mướn thôi. Mà bây giờ người ta mới mới tìm ra là người ta đã muốn bán cái nhà với lại cái khu apartment đó, thì người ta nói là bán được 9 triệu. Wow, dữ vậy? Cái khu đó bây giờ em biết một cái nhà nhỏ nhỏ là 1 triệu rồi. Ở hướng San Diego không? Ở giờ có cái hòn đảo, cái chỗ đó là hồi xưa cái chỗ đó phần đông là mấy người mà đi lính á, tại có cái Navy ở đó đó, thủy thủ á, người ta ở đó đó. Thì bây giờ chỗ đó là khu giàu, nhưng mà cái này thời lâu rồi, nhưng mà con cái người ta vẫn còn giữ đất đai đó mấy cho tới giờ luôn. Thì bây giờ cái mảnh đất và cái nhà nó trị giá 9 triệu, thì người ta bây giờ người ta bán cái đó thì hai anh em đó cộng lại là được 5 triệu, còn cái mấy kia là cho em chia cho mấy người kia. Thì em có biết là cái gia đình đó đó người ta nhớ ơn cái gia đình Mỹ Đen mà hồi xưa cho người ta mướn nhà đó, với lại sau này bán nhà đó, người ta cho 5 triệu cho cái gia đình đó. Không phải cho gia đình đó Còn mà giờ còn sống không? gia đình đó còn sống, cái mấy con cháu chích của mấy người đó còn sống.
không có cho thẳng cái gia đình đó, nhưng mà cho trường đại học, cho đại khái là cho những người mà học bổng cho Mỹ Đen á. Yeah. Để cho tương lai ai mà xài cái đó thì có tương lai, giống như người ta biết cái sự cảm ơn, người ta trả ơn lại cái sự cái thời mà người ta bị kỳ thị. Yeah. Người ta được cái gia đình Mỹ Đen đó cho mướn nhà, thì cái ông mà Mỹ Đen gốc á, mà lúc mà cho cái người đó mướn á, là cái gốc của ổng là người nô lệ, ổng là từ con của nô lệ ra. Yeah. Thành ra ổng rất là rành về cái sự Mỹ Đen mà bị kỳ thị. Thành ra chỉ có ổng, cái khu đó chỉ có một mình gia đình ổng Mỹ Đen thôi mới cho cái gia đình nó mướn cái nhà đó. Thì bây giờ đời thứ nhì sau mấy người này giờ già hết trơn rồi, bây giờ người ta thấy gia đình đã tốt, người ta nhớ lại. Thành ra bây giờ người ta bán cái đất đó, lấy tiền người ta cho Mỹ Đen để cho giúp cho cái đời tương lai. Thì anh thấy câu chuyện đó rất là hay. Cái người đó người ta tốt, rất là tốt bụng, biết ơn. Tại vì cái thời đó chắc giống như không ai giúp hết trơn, chỉ có gia đình đó giúp thôi á, nên mới lấy như vậy. Thì cũng giật ơn gia đình đó cũng được quá hả? Giống như cái thời mà mình qua Mỹ, ví dụ vậy đó, mà không có ai cho mình cơ hội, biết không? Ví dụ vậy đó. Hồi đó ai giúp anh lúc mà anh ở trại tị nạn rồi, ai giúp anh? Thì hồi đó nhà thờ giúp chứ ai giúp. Vậy bây giờ là anh phải cảm ơn nhà thờ. Chứ hồi xưa lúc mà mới đến Mỹ, anh có một đôi giày cà tan cà tơ như giày dởm, nó rồi ông anh của anh thì mang dép với bụng, không có giày đâu mà ăn. Đi đến Mỹ mang dép, đi xuống máy bay 747 đi. Rồi, mi nhấn nút phâu rồi đó. Chị nói giùm mi đi. Dạ, em ở bên tách xịt, em ở chương trình tách xịt á. Dạ. Đó, trên Facebook đó, các bạn, cái vợ mà ly thân rồi xong xuôi rồi nó single daddy. Dạ. Một đứa con trai 9 tuổi. Dạ. Rồi xong xuôi các bạn cũng em biết gì đó, mấy chị qua cái chuyện lợi thôi chứ có gì hết. Để nó ở lại lịch của em, thì cũng cỡ là em xin một mâm gì đó. Thì xong xuôi cái khoảng 2 tháng nó đi bên chỗ mà đánh giặc á. Dạ. Nó con cái thì ở cây khe. Giờ nó bị rớt lầm ở bên nhà ở đó là không có nhà băng gì hết á. Nó kêu em gửi tiền về trả tiền cây khe. Anh nói đưa số điện thoại đây, tôi gọi cho hỏi thẳng. Chị hiểu không? Dạ. Nó không đưa. Mà 9 tuổi mà. Mà con ở đi khe ở Mỹ hay là ở nước ngoài? Ở Mỹ. Ồ, dạ. Yeah. Nó đi lính. Dạ. Yeah. Con cái không ai giữ. Giờ cái đó nói là lính á. Lính nó có mấy cái phần, người ta cho nó cái phần quà gì đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà nó không ai ở nhà, nó không có mail đi được. Nó không mail về nhà được. Dạ. Yeah. Nó hỏi em có thể nào nhận cái đó không? Nếu mà nhận phi, nhận mà gửi giùm, gửi á. Giữ em giữ giùm thì ok, chị hiểu không? Yeah. Nếu mà thuế má đóng thuế má vậy no ok, chị hiểu không? Ở phần là đó em không có nghĩ là đóng thuế. Xong xuôi cái tới Florida ở đó nó gọi em, nó nói má xua để đi chuyển vậy không mà thì đúng thì chị đó, nhưng mà mày phải đóng thuế. Thì tại sao tao phải đóng thuế? Người ta cái tao nhận giùm mà tao đâu có dính dắt gì tới người ta đâu mà tao phải đóng thuế. Mà cái anh đó kêu chị đóng thuế hay là cái chỗ gửi quà kêu chị đóng thuế? Cái chỗ đó kêu mình đóng thuế. Dạ. Nó nói là nó không có biết cái giống gì hết á. Dạ. Dạ. Ừ. Nó nói là nó không biết cái đó là đóng thuế. Dạ. Đó giờ em đâu có nhận quà ai đâu mà đóng thuế. Em nghĩ là mấy thùng giấy tờ này kia thôi nó xếp. Em nghĩ đơn giản lắm. Dạ. Rồi xong xuôi cái tự nhiên đóng thuế, mắc mớ quen biết gì đài đâu mà đóng thuế. Bây giờ lại đâu có gặp mặt đâu mà đóng thuế, chị hiểu không? Dạ. Bữa đó em cũng nghỉ nhà, em đợi hàng mà nó không có, nói chung là nó không có gửi về cái nhà của mình. Dạ. Yeah. Nó bị rớt lầm đâu trên đâu á, mà mình phải đóng thuế mình mới nhận cái quà đó được. Nó trong đó nó có cái gì á, mình phải đóng 5-6 ngàn lượt đó. Dạ, 5-6 ngàn luôn. Wow. Dạ. Yeah. Mà không biết cái đó là anh chị. Dạ. À, như mấy chục phao ta, hình như mấy chục phao đó.
Chị nói là chị không đóng. Không đóng. Em hỏi tại sao lại lừa gạt em vậy? À. Tự nhiên không quen không biết. Tự nhiên kêu mình nhận thùng hàng à. Tại vì nghĩ nhận thùng hàng đó, chị hiểu không? Cho đó dù sao nó cũng lời, chị hiểu không? Dạ. Mà đâu biết bên trong nó là cái gì. Dạ. Bên trong rồi đá không mở ra, đóng thế. Bây giờ là đá không có chống lỏng, không có gì cái gì chống á. Em ham lời. Nhiều khi không phải là cái đó mình đóng thuế cho cái chỗ đó, mà là mình đóng cái tiền đó là coi như cái tiền đó là của mấy người quen của người vụ luôn á. Dạ đúng rồi. Dạ. Chị, ví dụ có một cái nó cục vàng 137 ký. Cục vàng mà chị nghĩ đi phi trường Mỹ nè, chị đem chừng 10.000 nó hỏi chị rồi, đừng có chi một cục vàng, một cục lô 137 phao, 137 ký gì đó, em không biết. Mà nó đang... Cái người đó nói với chị như vậy hả? Yeah, trong đó nó có cái những cái đàn quý giá này kia nọ. Ồ, giống như là ghi là nhẫn quý giá rồi vàng rồi đạn để cho mình thấy là có giá trị á, phải không? 6.000 mình cũng được cục vàng 137 phao hay 137 ký gì đó. Chị hiểu không? Ví dụ mình suy ra mình dẫn lời, chị hiểu không? Dạ. Tham là chết á. Dạ, bởi vậy, vậy cho nên mình thấy là ồ, thì cái này nó giá trị thì mình mới đóng thuế. Dạ. Dạ. Nhiều người tham á, dù sao mình nhận cái đó mình vẫn lời, chị hiểu không? Đúng rồi. Trời, một thời gian khoảng nửa tháng có nhắn tin lại. Chị hỏi tiền nữa. Dạ. Đấy, lộn người rồi. Nhìn lúc đó mới là biết luôn ha. Em nói, đang nói chuyện với cảnh sát á. Giờ ông mà muốn cái gì á là đang thâu vô là cảnh sát không ai đâu. Dạ. Rồi sau một khoảng thời gian thì cũng có người gọi em, người Việt Nam á, nhắn cho em mà cho mượn tiền vậy đó. Dạ. À, bây giờ em có ở bên Mỹ, em có được chuyện đột xuất thì em thể nào cho mượn được, cho mượn về tiền đi đâu có đâu mà xây sở được, chị hiểu không? Mà cái người đó là bạn của bạn chị của hả? Em. Dạ. Em út của em. Ờ. Mà cái người đó đó giả dạng, giả cái giọng á. Dạ. Như thiệt luôn. Ồ. Rồi cũng có một ngày đó em cũng đội nhau nói không có chị, em đi mượn gì đó, chị nói không có là em không có lên tiếng nói nữa. Là hai cái. Mà chị biết chị lúc đó là chị biết nghe giả giọng không, hay là chị biết là không có giả giọng? Không biết gì hết. Dạ. Không biết mà em phải gọi gì nè, em chứng minh mấy tin. Dạ. Em đâu có gọi gì chị đâu. Ồ. Là hai cái. Cái người thứ ba là ông anh ruột của em á, ông nói là cái Facebook ông bị hack rồi nha. Dạ. Là không có ai gọi vô nói tiền bạc, là không có anh nói cái gì, không có tí gì hết, cái gì cũng không hết. Bữa đó gọi vô cho em nữa, kêu em bấm ba cái số 6 gì đó. Dạ. Mà em nói giờ em đâu có biết bấm số 6, em tưởng em nói em mắc ăn rồi, có gì em gọi lại. Em bấm thì quên đi. Thì tối khoảng 12 giờ đêm em gọi ông anh của em. Ông anh á, tao có gọi gì mày đâu. Nó kêu em bấm vô ba cái số 6 đó. Giờ chị con nhỏ trong tiệm á, bà coi chừng bị gạt á, nó kem không đó. Nó tao bấm hoài không được cậu. Thì cái con nhỏ kia nói, bà có bấm vậy bà ăn đi. Là không có bấm. Dạ. Bấm vô là lúc tao luôn và bạn luôn. Ủa vậy là nó gọi mình kêu mình bấm số 6 ở trên cái bàn phím của cái phone mình đó hả? Dạ đúng rồi, mà vậy mình hả? Bấm vô là cái nhà băng mình nó lóc tao luôn. Vậy đó hả? Đó giờ biết bấm cái đó đâu. Dạ, thôi tốt nhất kêu bấm gì đừng bấm gì hết, chắc ăn phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Ông anh ruột em cảnh cáo em rồi, nói tao bị Facebook nó bị sách tao rồi đó nha. Nó bị như là có người vô phá chị. Đúng rồi. Dạ. Mà không có gọi ai như gạt á. Dạ. Là ông điện thoại ông dặn trước rồi. Dạ. Điện thoại dặn trước rồi. Cũng buông một ngày đó. Qua ngày sau cái người đó gọi nữa. Dạ. Giờ mấy đứa trong tiệm nó nói chừng bị kem nha bà. Nói cho nó bà ăn đi. Có gì lát tôi rảnh rảnh mà gọi ông anh bà. Bác xua trước. Đúng rồi. Dạ, ông nói tao có gọi gì đâu. Dạ. Ba lần thẻ luôn á. Chị có muốn nói gì với cô chú anh chị đang nghe với chị không? Dạ được. Dạ. Cái đó coi chừng gạt kem á, giờ gạt nhiều lắm chị, bạn bè em gạt nhiều lắm. Dạ. Có đứa 50.000 nữa chứ không phải ít đâu. Vậy đó ha, mất 50.000 luôn ha. Dạ. 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 Kêu mình đầu tư nọ như, tại vì người ta tham.
chị hiểu không? Đúng rồi. Thằng này xô hình em 6 múi luôn đó. Nói, vậy. Em nói em rất biết nha, em không có mê trai. Gặp mê trai là tiêu rồi đó. Thương em á, thương em á, phải lo lắng cho em. Chứ yeah. không phải mới quen đó, tiền, chị phải đặt cho hỏi chứ. Đúng rồi, mà thường thường người ta muốn dụ mình là trước tiên người ta phải đưa cái hình cho nó đẹp, phải không? Để cho mình nhìn mình mê. Yeah. Đúng rồi. Em nói có thằng em đâu có mê trai đâu. Em chỉ mê tiền thôi chứ trai không có mê. Vậy lộn người rồi, phải không? Dạ. Dạ. Anh em á, chị biết không? Ngọt ngọt á, mất nhiều lắm. Vậy ha. Bắt tay tu luôn á, tụi bay, tôi nói tụi bay bơi trai, bay nói vậy đó. Nếu bay đừng bơi trai á, đâu có chuyện gì ra. Ha, nhiều bạn bè em á, chị nó bơi trai á, thấy bà số muối đẹp trai nữa bị gạt thôi. Dạ. Rồi nó nghĩ trong cái thùng mà gửi về đóng thế đó, nó nghĩ là có dẹp. Chứ cho dù chị gửi international, lúc mà chị bỏ vô cái thùng đó, chị gửi mail đi là nó hỏi chị bên trong có cái gì nè. Mỹ mà đi máy bay mà nó có 10.000 còn hỏi chi một cục vàng 100 mấy ký. Trời thần không. Dạ. Yeah. Thì thôi cảm ơn chị rất là nhiều. Dạ. Dạ. Ba lần vậy luôn á. Em cảm ơn chị gọi để nhắc nhở cô chú anh chị. Nhắc nhở bà con. Dạ. Ơi. Đúng rồi. Cái gì nó cũng đẹp cũng được hết á. Tại vì trong cái Facebook của mình á, các bạn bè đó. Đúng rồi. Đâu biết là người ta là ai. Dạ. Chính con mắt mình thấy mà còn chưa tin đây đừng chi mà nói chuyện online. Đúng rồi đó. Dạ chị chính xác luôn. Dạ. 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 Rồi em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Rồi mình xin dừng ở đây ha. Cảm ơn các bạn cùng cô chú rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Mình chào tạm biệt. Bye bye.